Tất cả các bạn, hôm nay Tiếng Trung VN sẽ quay trở lại các bạn với bài 6 của giáo trình 301 câu đào tạo tiếng Trung. Thứ nhất, chúng ta viết chữ Hàn cùng nhau. Từ thứ nhất đó là chỉ có nghĩa là mấy nhất. Các bạn viết như sau, như thế này. Chỉ nhé. Ở đây là chữ kỷ này. Chỉ có nghĩa là mấy, hỏi dưới 10. Nì chả hiểu chí khẩu rấn, nhà bạn có mấy người. Còn trên 10 thì bạn sẽ dùng từ gì? Trên 10 bạn dùng từ tua sảo là bao nhiêu. Ví dụ nì cung sư hiểu tua sảo rấn, công ty bạn có bao nhiêu người. Bởi vì thường công ty nó đông mà, nó trên 10 mà. Chúng ta đi tiếp, từ thứ hai là sinh chi. Trên là bộ nhật, dưới là chữ sinh. Cái này bạn đọc là sinh. Ở bên là chữ tinh hay là ngôi sao, minh tinh bản bạc. Thì từ đầu tiên bạn có là bộ nhật là mặt trời. Tiếp theo là chữ sinh. Sinh này là sinh con hoặc là học sinh. Chữ chi thì bạn làm như sau. Đằng trước là bộ gì? Bộ kỳ. Đằng sau bộ gì? Bộ nguyệt. Cái này bạn đặt là chi và chữ kỳ. Kỳ này là thuộc về anh ta. Anh ta thì anh ta. Thế còn bộ nguyệt thì là gì? Nguyệt là mặt trăng nhé. Ủa chỉ Quảng Châu ý cứ xin chi. Tôi đi Quảng Châu một tuần. Kế đến bạn có một cái từ chúa thiên là ngày hôm qua. Bộ nhật, bộ chát bạn đọc là chúa. Nói về là tác thiên này. Nhật có nghĩa là gì? Nhật có nghĩa là mặt trời. Chát có nghĩa là gì? Phần phát âm của chữ này, chúa thiên. Chữ thiên thì học rồi đúng không? Chúa thiên. Thiên này là gì? Là thiên, là trời. Chúa thiên xin chi chỉ, hôm qua là ngày bao nhiêu, là thứ mấy. Chúa thiên xin chi sạ, hôm qua là thứ tư, ví dụ rồi. Tiếp theo bạn có một cái từ là chuộng là làm nhé. Đằng trước là bộ nhân đứng và đằng sau là bộ gì? Bộ chát. Cái này là chuộng là âm việt là chữ tác, công tác. Nhân đứng là con người, đằng sau bộ này vẫn là bộ chát của học đấy đúng không? Mình có thể sử dụng là nỉ chuộng ở sống cung chuộng. Cái này là cung chuộng, công tác làm việc. Của sư lão sư, tôi là giáo viên. Kế đến bạn có một cái từ là từ sân rư. Sân rư thì có nghĩa là sinh nhật. Cái này là sân, chính là chữ sinh này. Chữ rư là gì? Nhật. Nỉ đã sân rư sư chỉ về chỉ khảo. Sinh nhật của bạn là tháng mấy, ngày mấy. Của tờ sân rư sư, sinh nhật của tôi là sư Yue, tháng 4, sư Thọ, ngày 4, ví dụ vậy. Từ kế tiếp bạn có là từ hoàn sạc là buổi tối nhé. Buổi tối thì là như thế nào? Đằng trước là bộ nhật, đằng sau là chữ miễn, hoàn, nói Việt là chữ vãn. Vãn tức là buổi tối nhé. Buổi tối là không còn nhật, tức là không còn mặt trời. Miễn này bạn viết giống như con hiêu, hai chân, nó gọi chữ miễn. Miễn tức là gì? Là không còn. Quảng sạc tức là buổi tối. Buổi tối tức là không còn ánh sáng mặt trời. Cái cây ở trên mặt đất thì người ta gọi chữ gì? Chữ sạc hay gọi là chữ gì? Chữ thượng nhé. Quảng sạc vì trí để xây chèo. Buổi tối bạn mấy giờ đi ngủ? Quảng sạc ngồi sứ để xây chèo. Buổi tối tôi 11 giờ đi ngủ. Tiếp đến bạn có một cái từ khác, đó là từ sáng ngủ. Cái cây trên mặt đất là chữ thượng đúng không? Sạc. Thế còn chữ ủng là giờ gì? Giờ ngọ nhé. Như này là ủng này, người ta gọi là ngọ. Ngọ tức là 12 giờ trưa đấy. Sạc ngủ là thượng ngọ là buổi sáng, trung ngủ là buổi trưa và buổi chiều là xia ngủ. Sạc ngủ thì truy nã. Buổi sáng bạn đi đâu? Buổi truy thú rút quả, tôi đi thư viện. Kế đến bạn có một cái động từ đó là xỉa. Xỉa về trên có bụng mình này. Ở dưới là chữ nhữ nhé. Xỉa có nghĩa là viết nhé. Mịch có nghĩa là gì? Giải lụa này. Nhữ là có nghĩa là và ủy. Như nhữ xỉa. Xỉa khang chữ là viết chữ Hàn. Ủa khấn chỉ khoản xỉa khang chữ. Tôi rất thích viết chữ Hàn. Ví dụ vậy. Ta có thêm một cái từ khác, đó là từ tên sư là tivi. Điện đi qua dụng người làm đấy, cái này ta gọi là điện, hay gọi là điện. Chữ sư, chữ thị, chữ kiến, anh em đọc là sư. Điện sư có nghĩa là tivi. điện thị đấy. Thì bộ này chính là bộ thị luôn nhé, biểu thị. Thế còn một cái thằng đội trẻ con đội mũ hai chân đang chạy đi là đi gặp ai đó hoặc là chữ này chữ diện chữ kiếm trong cái trai che kiếm diện tiên sự của trai che khác tiên sự tuổi nhà xem tivi. Cái đấy mình có một cái từ khác là sinh chi thiên là chủ nhật. Sinh chi thiên thì sinh học rồi đúng không? Chi có học rồi, thiên là chữ thiên rồi đúng không? Sinh chi thiên của trai che suy chiếc chủ nhật thì tôi ở nhà ngủ, uống bù chiều à, tôi không đi chơi. Kế đến bạn có một cái từ khác, bạn có là sinh chi dự thì nó là dùng trong văn viết, còn sinh chi thiên là dùng trong văn nói nhá. Kế đến bạn có một cái từ khác đó là từ su. Su có nghĩa là quyển sách, một là sách, hai là sách, kệ để sách, còn một sách. Thì có chữ này là su, nó biết là chữ điện thư. Ủa trai chia khang su, tôi ở nhà đọc sách. Ní xỉ hoa khang su mà, bạn có thích đọc sách không? Ủa bù xỉ hoa khang su, tôi không thích đọc sách. Các có y luyện là âm nhạc, trên là bộ diện, bộ lập, dưới bộ diện, bộ nhạc. Y nghĩa là âm nhạc, lập này là gì? Đứng vững. Nhật này là gì? Nhật là mặt trời. Đó. Thế thì ta giải quyết rằng đứng vững cả ngày để làm sao phát âm đúng không? Y nhuyễn thì chữ nhuyễn là ta đọc là nhuyễn, nó là chữ nhạc đấy nhé. Nếu mà đọc là lựa thì lại có nghĩa là lạc thú. Y nhuyễn. Uống mẻ khen tấu dạo thì y nhuyễn. Ngày nào tôi cũng muốn nghe nhạc. Kế đến bạn có một cái từ là từ xiao là buổi chiều. Cái cây ở dưới mặt đất là chữ hạ nhé, bạn đọc là xiao, hạ là bên dưới, quay xiao quỳ xuống đấy. Ủ thì vừa học rồi, ủ là ngọ đúng không? Ủ là ngọ. Xiao thì truy nào, buổi chiều bạn đi đâu? Buổi chiều thì nghi nguyện, tôi đi nghe nhạc. Ví dụ vậy. Ta có từ mãi. Mãi là gì ạ? Mãi là mua. Như này bạn đọc là mãi. Và nói Việt là mãi tức là gì? Là mua đấy. Mãi là mua đấy. Thì đâu có bộ gì? Bộ ất. Anh đại có hai tóc trên đầu thì có bộ gì? Bộ đầu. Nì ảo mãi sớm á, bạn muốn mua cái gì? Muốn ảo mãi su, tôi muốn mua sách. Cái đấy bạn có một cái từ tung xị là hướng đông nhé. Cái này là tung là hướng đông này. Đông hướng đông. Chữ xi là hướng tây. Đi đông đi tây để mua đồ. Nì giao mãi sớm vào tung xị. Bạn muốn mua đồ gì? Của giao mãi xiang chiao, tôi muốn mua chuối. Giao mãi phú thao á, bạn muốn mua nho không? Mà bùi à, tôi không muốn. Ví dụ thế. Từ kế tiếp bạn có là từ xuệ, có nghĩa là tuổi. Thì làm thế nào? Đầu tiên là bộ sơn, dưới là bộ tịch, bạn đọc nó là xuệ, nó viết là chữ tuế. Oan xuệ, oan xuệ, bạn tuế, bạn tuế, bạn tuế chính là tuế này. Tuế này là tuổi nhé. Thì đầu tiên là ở trên là bộ gì? Bộ sơn đúng không? Sơn là để của núi, một núi, hai núi, trên núi và ngọn núi số 3. Dưới là bộ tịch. Sắp lên núi chết rồi. Buổi chiều lọ dọ lên núi đi bộ là cao tuổi rồi, xuây. Nếu mà các cụ già thì mình sẽ hỏi như sau: nín tua tà né lính, cụ năm nay bao tuổi rồi? Thế còn hơn tuổi mình một chút thì mình sẽ nói là ní chi nén tua tà, bác năm nay bao nhiêu tuổi, anh năm nay bao nhiêu tuổi. Thế còn nếu mà bọn trẻ con dưới 10 tuổi thì ta hỏi sao? Ní chi nén chỉ xuề, cháu năm nay mấy tuổi? Câu trả lời thì giống nhau nha. Ủa chi nén xa sứ ủ xuệ, tôi năm nay 35 tuổi. Bạn thay cái tuổi bạn là ok, được chưa? Tiếp theo bạn có từ trang lý in làm tên riêng. Bộ cung này, bộ trường này, bạn đọc là trang, hay gọi là trường. Họ trường là họ nó như nào? Bắn cung tên rõ, được chưa? Trường có nghĩa là gì? Là dài, trường là dài. Chữ lý thì có nghĩa là lệ nhất. Lý là chữ lệ. Mỹ lệ mảnh lý thì nó chính là chữ lệ này nha. Nhất và nguyệt thiếu, nguyệt đủ nó phải có hai nguyệt bên trong. Chữ in thì ở trên là thảo đầu, dưới chữ ương. Cái này bạn đọc là in, hay gọi là anh. Thảo đầu là gì? Thảo đầu là cây cỏ. tạo đời. Trung ương là nơi có cái cổng to, bộ khuynh và bộ diện, bộ đại là ta giữ ương, mà gọi là trung ương. Nì chào sớm mà bính dự, bạn tên là gì? Ủa chào Trang Lị, tôi tên là Trương Lệ Anh, ví dụ như thế. Nì nữa, còn bạn thì sao? Ủa chào Phạm Dương Châu, tôi tên là Phạm Dương Châu. Trên đây thì chúng mình đã hướng dẫn cho bạn xong bài số 6 của giáo trình 301 đòi hỏi tiếng Trung. Nếu mà các bạn muốn đầy đủ từ bài 1 cho đến bài 40 của quyển 301 này, H1, H2, H3, H4 này, thì các bạn sẽ chuyển tiền vào tài khoản của tiếng Trung.vn để đăng ký mua cái chương trình học tiếng Trung online, thì bạn sẽ có đủ tất cả những thứ đó. Chúng ta còn gặp lại nhau ở bài 7. Chào tất cả các bạn. Hôm nay tiếng Trung.vn sẽ quay trở lại với các bạn trong bài 6 của giáo trình 301 câu đàm thảo tiếng Trung. Đầu tiên xin mời các bạn sẽ dở trang 74. Trang 74 và chúng ta sẽ làm phần từ mới trước. Các bạn đọc cùng với mình. Chỉ sinh chi chúa thiên hoàn sản chuộng sân rự sàng ngủ xỉa tên sự sinh chi thiên sinh chi rự su yên nguyện xiao mãi tung xị xuệ trang ly in. Sau đó các bạn sẽ chuyển về phần mẫu câu trang 71. Các bạn đọc cùng mình. Chinh thiên chỉ khảo chinh thiên sứ yue san sĩ y khảo chinh thiên bú sư sinh chi sự chúa thiên sinh chi sự hoàn sang lý chúa sơ mơ nì tờ sân rự sư chỉ yue chỉ khảo của mân sang ủ truy tha chia khảo ma. Sang phần đàm thoại. Chinh thiên chỉ khảo, hôm nay là ngày mùng mấy? Chinh thiên sứ yue san sĩ y khảo, hôm nay là ngày 31 tháng 10. Chinh thiên sinh chi sư mà, hôm nay có phải là thứ năm không? Chinh thiên bú sư sinh chi sư, hôm nay không phải là thứ năm. Chúa thiên sinh chi sư, hôm qua là thứ năm. Mính thiên sinh chi liệu, ngày mai là thứ bảy. Hoàn sang thì chúa sớm á, buổi tối cậu làm gì? Ủa xỉa xịn nhỉ nữa, tôi viết thư, còn bạn thì sao? Ủa khan thiên sự, tôi xem tivi. Đoạn số 2. Nỉ tờ sân rư sư chỉ yue chỉ khọ, sinh nhật của bạn là ngày mấy tháng mấy? San yue sứ chi họ nỉ nơ, ngày 17 tháng 3, còn bạn thì sao? Ủ yue chiều họ, ngày 9 tháng 5. Sư yue sư trang linh tờ, sư họ sư trang linh tờ sân dự, mùng 4 là sinh nhật của Trương Lệ Anh. Sư họ sinh chi chỉ, mùng 4 rơi vào thứ mấy? Sinh chi thiên, chủ nhật. Nỉ truy tha chi ama, bạn có đi nhà cô ta không? Truy, đi. Nỉ nơ, còn bạn thì sao? Ủa dễ truy, tôi cũng đi. Ủa mân sang ủ truy họ má, chúng ta buổi sáng đi có được không? Họ được. Sau đây thì các bạn sẽ dở lại phần thứ mới. Chỉ ta có là hỏi cho số lượng dưới 10, còn trên 10 các bạn sẽ dùng một câu hỏi khác, đó là tua xảo. Chỉ chinh thiên sinh chi chỉ, hôm nay là thứ mấy? Hoặc là nhì cha hiểu chí khẩu rấn. Trên 10 bạn nói là nì cung sư hiểu tua xảo rấn. Công ty bạn có bao nhiêu người? Bởi vì thường ở trong công ty số lượng người khá lớn. Ta có đi tiếp. Sinh chi có nghĩa là tuần lễ, ý cơ sinh chi là một tuần, lẻm cơ sinh chi là 2 tuần. Khi nói về khối lượng dưới 10, các bạn không dùng mà dùng lẻm. Chúng ta đi tiếp, ta có từ chúa thiên. Chúa thiên là hôm qua. Chúa thiên nhỉ truy nả, hôm qua bạn đi đâu? Ủa truy thiên mấn, tôi đi Thiên An Môn. Hoàn sang là buổi tối. Hoàn sang thì chưa sớm mơ, buổi tối bạn làm gì? Ủa sang hoàn, tôi lên mạng. Chuộng là làm. Nỉ chuộng sớm mơ cung chuộng, bạn làm nghề gì? Của sư cung trấn sư, tôi là kỹ sư. Sân rự có nghĩa là sinh nhật. Nỉ tờ sân rự sư chỉ yue chỉ khảo, sinh nhật của bạn là ngày mấy tháng mấy? Của tờ sân rự sư sư yue khảo, sinh nhật của tôi là rơi vào ngày mùng 2 tháng 4, ví dụ thế. Sang ngủ là buổi sáng. Sang ngủ nỉ chua sớm á, buổi sáng bạn làm gì? Của xỉa xin, tôi viết thư. Tiên sự có nghĩa là tivi. Của chai chia khan ten sự, tôi ở nhà xem tivi. Ta có sinh chi thiên và sinh chi rư đều có nghĩa là chủ nhật. Sinh chi thiên các bạn sử dụng trong văn nói, còn sinh chi rư có thể sử dụng trong văn viết. Sinh chi thiên thì chua sớm á, vì chủ nhật thì bạn làm gì? Ủa chai chia xuôi chẹo, tớ ở nhà ngủ. Ta có một cái từ nữa là su là sách. Ủa chai chia khan su, tôi ở nhà đọc sách. Xiao là vào buổi chiều. Chiều thì chuyện nhà. Buổi chiều bạn đi đâu? Buổi chiều thì nhìn về tôi đi nghe nhạc. Mải là mua. Buổi chiều mải tôi mua xỉ, tôi mua đồ. Xuệ nghĩa là tuổi. Của sang xứ xuệ là tôi 30 tuổi rồi. Nì chi nén tua ta, ông năm nay bao nhiêu tuổi? Câu đó dành cho người tuổi to hơn và chức vụ to hơn ta. Nì chi nén chỉ xuệ, bạn năm nay bao nhiêu tuổi? Câu này dành cho người bé tuổi hơn, chức vụ nhỏ hơn mình. Của chi nén ở xứ xuệ, tôi năm nay 20 tuổi, ví dụ thế. Trang Ly In, tức là Trương Lệ Anh. Của chèo Trang Ly In, tôi tên là Trương Lệ Anh. Sau đây chúng ta chuyển sang phần ngữ pháp ở trang 75. Trang 75 thì người ta nói là câu vị ngữ danh từ là loại câu mà do danh từ trực tiếp đứng làm vị ngữ. Câu khẳng định là người ta không dùng sư. Nếu mà khi mà các bạn dùng sư vào thì lại thành câu chữ sư mất rồi. Mà câu vị ngữ động từ mất rồi, bởi bản thân sư nó là một động từ. Ta ví dụ luôn. Jin Thiên, Xin Chi Thiên, hôm nay là chủ nhật. Của Chi Niên, Ơ Sứ Xuệ, tôi năm nay 20 tuổi. Tha Bể Chi Ngân, anh ta là người Bắc Kinh. Nếu muốn nói là phủ định thì chúng ta sử dụng là Bú Sư. Chi Niên Bú Sư Xin Chi Thiên, hôm nay không phải chủ nhật. Tha Bú Sư Bể Chi Ngân, anh ta không phải là người Bắc Kinh. Cách nói ngày tháng năm của người Trung Quốc đó là họ sử dụng to trước bé sau, năm tháng rồi mới đến ngày. Ta ví dụ y chiều 3 chiều nén năm 1989, y chiếu chiều lính nén năm 1990, y chiếu chiều chi nén năm 1997, ở lính nén năm 2000. Tên của 12 tháng thì thêm yue và đằng sau các cái số từ. Ví dụ tháng 1 người ta nói là y yue. Ủ yue là tháng 5, chiều yue là tháng 9, sứ ơ yue là tháng 12. Cách diễn đạt này cũng giống như về cách diễn đạt của ngày ấy, thì người ta dùng dư hao. Dư là dùng trong văn viết, còn họ dùng trong văn nói. Ta ví dụ luôn, ơ sứ họ ngày 20, sa sứ họ ngày 31. Ta có tiếp mà nói về sinh chi thì từ sinh chi y cho đến sinh chi thiên, Việt Nam mình hay nói là rơi vào thứ hai, là coi như mình hụt mất một ngày, thì Trung Quốc sẽ phải là sinh chi y, còn thứ bảy của mình sẽ họ sẽ lùi lại một ngày là sinh chi liệu, kiểu như thế. Các bạn đi sang cách sắp xếp ngày từ tháng 5 thì họ sắp xếp là năm tháng rồi đến ngày đến thứ. Bây giờ ví dụ y chiều 3 chiều né 3 yue 20 日 sinh chi thiên hoặc sinh chi rư, tức họ sắp xếp to trước bé sau. Sau đây chúng ta chuyển sang vấn đề hòm á. Khi mà muốn đề nghị thăm dò ý kiến ai đó thì dùng cái từ đó cuối câu. Trang 77 dòng thứ nhất từ trên xuống. Nì lái của su sợ hòm á, bạn đến ký túc xá của tớ có được không? Mính thiện truy sang tiên hòm á, ngày mai đi cửa hàng có được không? Nếu đồng ý thì các bạn bảo là họ hoặc là họ á, được thôi. Còn nếu không đồng ý thì bạn sẽ nói là bùi xí, không được. Sau đây thì Tiếng Trung.vn xin hướng dẫn các bạn tiếp một phần nữa, đó là phần bài tập của bài 6. Cái này thì các bạn chủ động làm trước, sau đó thì các bạn so sánh với đáp án của tôi. Thì nếu mà thấy khớp nhau rồi là ok, là chuẩn. Có một cách học khá tốt là các bạn tự quay ghi YouTube. Sau khi bạn xem YouTube của tôi rồi thì các bạn tự quay, đọc điều lại khoảng 4-5 lần khi nó thạo rồi. Thì đến lần thứ 6 các bạn tự quay lại và kiểm tra lại xem nó có giống tôi không. Hoặc là giống cái hệ thống băng đĩa mà thì trung tâm tiếng Trung.vn có bán đấy, thì đến với một kiểm tra mà thấy khớp rồi, thấy sự không sự khớp rồi những cái clip đấy rồi thì hoàn toàn là ok, là mình tự tin là mình đã làm tốt. Sau đây là đáp án của tiếng Trung.vn cho bài 1 ở trang 77. Kan ten sự xem TV, thính yên nhuệ nghe nhạc, xỉa xin viết thư, khan show xem đọc sách. Tha tờ sương rự sinh nhật của anh ta, của tờ su sượng ký túc xá của tôi. Chùa sớm mơ làm gì, mải sớm mơ mua gì. Sinh chi rự xiao buổi chiều chủ nhật. Mính thiên xiao chiều buổi sáng, mính thiên sao buổi sáng ngày mai. Chín thiên hoàn sáng tối ngày hôm nay, hoàn thành hội thoại. Mính thiên sinh chi chỉ, mính thiên sinh chi liệu. Nì chùa sớm mơ, của khăn thiên sự. Sinh chi liệu sư chỉ về chỉ khảo. Sinh chi liệu sư ơ yue san khảo. Nì truy nả của truy. Nì truy sang tiên ma, bạn đi cửa hàng không? Của 不去上店，我工作很忙。星期日晚上你做什么？我在家睡觉。你呢？我也在家睡觉。tôi cũng ở nhà ngủ. Thán cái việc thán này thì bạn phải tìm người Trung Quốc, tốt nhất là lên bờ hồ. Ở trong Sài Gòn thì chắc lên hồ Con Rùa chắc có người Tàu, người ta đi lại nhiều. Cố gắng dành của người ta 2-3 phút hoặc 5 phút để chúng ta học, và tất cả các chủ đề các bạn đã phải chuẩn bị trước ở nhà rồi. Ví dụ các bạn có thể sử dụng cái quyển giáo trình bổ sung của tiếng Trung.vn phát hành ra đấy, thì các bạn có sẵn ở trong đấy thôi, đưa ra khoảng độ 10-15 câu hỏi và cả câu trả lời mình chuẩn bị trước. Sau đó lên đấy là mình cứ đúng các câu đấy mình học, hỏi xong hết là ta đi về. Dần dần các bạn sẽ quen và tiến bộ dần. Bây giờ chúng ta sang phần bài tập số 578. Trang lý Chào Yuan Chào Yuan Rấn Mín Sân Mín Bảo Bụ Bảo Hụ Niếu Nải Yếu Lạn Chí Chảo Xí Chảo Thủ Tị Xuê Yê Chảy Chảy Chủ trữ Chèn trứ Giang chính Chén bỉ Chi trạng Xin khủ Chinh lý Sân thị Chảo Yuán Khây bản Khai sử Phang phả Cưa ủ. Trên đây Phạm Dương Châu vừa mới hướng dẫn các bạn xong bài 6 của giáo trình 301 câu đàm thoại tiếng Trung. Dương Châu xin chúc các bạn học tiếng Trung thành công.